Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với series về hệ sinh thái Terra. Trong video thứ nhất thì mình đã nói những cái thông tin cơ bản nhất về Terra cũng như là cách để có thể theo dõi hệ sinh thái một cách hiệu quả. Trong video lần này thì mình sẽ chỉ cho mọi người một số cách để có thể kiếm được lợi nhuận từ hệ sinh thái này nhé. Ở đây thì mình sẽ có 4 cách cơ bản, mình đi theo từ ít rủi ro nhất cho đến có thể có nhiều rủi ro hơn nhưng cơ hội lợi nhuận có thể cao hơn. Tuy nhiên thì các bạn cũng lưu ý cách chia này chỉ mang tính chất tương đối, các bạn hãy tự tham khảo và tự nghiên cứu thêm và chọn cho mình một cách chơi phù hợp nhất nhé. Ở đây thì sẽ có thứ nhất là staking, thứ hai là saving, thứ ba là cung cấp thanh khoản và farming, thứ tư là launchpad và thứ năm thì mình sẽ nói thêm một vài cách khác để có thể kiếm được lợi nhuận nhé. Nếu như anh chị em yêu mến Coin 98 Insights thì đừng quên scan mã tại đây để tích lũy X point và có cơ hội nhận retroactive nhé. Ok, thì đầu tiên là về staking. Thì staking là một trong những hoạt động khá là mạnh ở Terra. Thì ở trên Terra các bạn sẽ có một vài những cái nền tảng để có thể chọn và staking tài sản của mình vào đó. Thứ nhất là các bạn có thể stake trực tiếp ngay trên ví chính của Terra là Terra Station. Thì ở đây có mục là mục staking thì các bạn có thể vào đây. Sau đó chọn cho mình một cái validator và stake tài sản vào. Thì khi stake ở trên hệ Terra, các bạn không chỉ nhận được cái phần thưởng từ việc staking mà các bạn còn có những cái cơ hội nhận được airdrop tokens từ rất là nhiều các protocol trong hệ sinh thái Terra ha. Thì đây là một cái incentive rất lớn để cho người dùng có thể stake tài sản vào trong hệ Terra. Ngoài cái cách truyền thống là stake ngay trực tiếp ở trên ví Terra Station thì các bạn cũng có thể chọn stake trên một cái nền tảng khác, đó chính là Stellar Labs. Thì Stellar Labs cũng là một cái protocol trong hệ sinh thái Terra với cái mục đích là có thể tối ưu hóa được cái việc staking. Vậy thì stake ở trên Stellar Labs nó sẽ khác gì so với stake ở trên Terra Station? Thì thứ nhất là các bạn sẽ không phải mất công lựa chọn validators bởi vì là Stellar Labs sẽ tự lựa chọn cho các bạn những cái validator tốt nhất dựa trên những cái package khác nhau như ở đây. Và các bạn có thể stake ở trên nhiều validator cùng một lúc ha. Cái thứ hai là Stellar Labs nó có cái tính năng là auto compounding, có nghĩa là tự động công ổ. Vì vậy thì cái lãi suất ở trên Stellar Labs nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với lãi nhận được từ việc staking ở trên Terra Station. Ví dụ ở trên cụ thể thì ở trên Terra Station cái lãi suất đó sẽ rơi vào tầm 8%, còn ở Stellar Labs như ở đây các bạn có thể thấy nó sẽ nhỉnh hơn là ở mức 9% ha. Thì đó là sự khác nhau khi mà các bạn stake ở Terra Station và ở Stellar Labs. Còn cái nền tảng thứ ba các bạn cũng có thể lựa chọn để stake, đó chính là Lido. Thì Lido là một nền tảng liquid staking ở trên nhiều các mạng lưới khác nhau. Đối với Terra thì các bạn cũng có thể stake được Luna thông qua Lido ha. Thì nếu mà các bạn muốn stake nhưng vẫn muốn giữ được cái tính thanh khoản của tài sản thì có thể lựa chọn cái nền tảng này. Bởi vì khi stake Luna vào trong Lido thì các bạn sẽ nhận lại được đồng Beluna và có thể tiếp tục sử dụng đồng này để tạo ra tiếp lợi nhuận. Ví dụ như các bạn có thể dùng Beluna để cung cấp thanh khoản hoặc là làm tài sản thế chấp khi vay ở trong mạng Anchor chẳng hạn. Đó, thì cái ưu điểm của stake ở Lido là các bạn vừa có thể nhận được lãi suất từ việc staking mà vẫn giữ được cái tính thanh khoản và sự linh hoạt khi sử dụng cái tài sản đó ha. Còn lãi suất stake ở trên Lido thì nó cũng sẽ rơi vào tầm là 8% nhé. Cách thứ hai để có thể kiếm được lợi nhuận khá là đặc trưng ở hệ sinh thái Terra đó chính là việc gửi tiết kiệm và nhận lại lãi suất ổn định. Thì cụ thể ở đây là các bạn sẽ gửi cái đồng stablecoin UST vào trong nền tảng là Anchor Protocol và nhận được lãi suất ổn định từ 19 cho đến 20% ở trên một năm ha. Thì nếu mà các bạn so cái lãi suất tiền gửi này với những cái ngân hàng truyền thống khác thì đây là một cái lãi suất khá cao và khá là hấp dẫn. Thì đối với những cái nhà đầu tư nào mà muốn giảm thiểu tối đa nhất cái rủi ro và kiếm được lợi nhuận ổn định thì cái cách gửi tiền tiết kiệm vào Anchor Protocol sẽ là một cách hay ha. Và đặc biệt là trong những cái khoảng thời gian mà thị trường biến động mạnh hoặc là downtrend thì khi các bạn có thể chọn gửi tiết kiệm vào Anchor Protocol để nhận về cái lãi suất cố định từ 19 đến 20% thì cũng là một cách hay nhé. Cách thứ ba thì cũng khá là quen thuộc ở bất kỳ hệ sinh thái nào, đó chính là cung cấp thanh khoản và farming. Thì ở trên Terra cũng tương tự, các bạn có thể lựa chọn cung cấp thanh khoản ở trên một số các AMM để nhận lại cái phí giao dịch từ protocol đó. Ví dụ trên Terra thì các bạn có thể chọn cung cấp thanh khoản ở trên Terra Swap hoặc là ở trên Loop Finance ha. Còn về farming thì các bạn có thể lựa chọn farm ở trên từng cái protocol riêng lẻ để nhận lại được về token của dự án. Ví dụ như là các bạn có thể farm ngay ở trên chính Loop Finance
thì để nhận lại được cái đồng token của dự án là Token Loop hoặc là một nền tảng khác là Nexus Protocol thì các bạn cũng có thể farm để nhận lại cái token của dự án này là PSE ha. Còn nếu mà các bạn muốn có một nền tảng tổng hợp nhiều các vaults khác nhau và tối ưu hóa được cái lợi nhuận staking thì các bạn có thể chọn hai cái nền tảng là Apollo DAO hoặc là Spectrum Protocol. Thì đây đều là hai nền tảng yield optimizer, có nghĩa là nền tảng làm việc tối ưu hóa cái việc farming. Vì vậy thì cái lợi nhuận thu được trên này nó cũng sẽ cao hơn, do ở đây thì nó còn có thêm cái tính năng đó chính là order compounding, là việc cộng gộp. Thì các bạn có thể thấy là lợi nhuận thu được ở trên những cái nền tảng này nó sẽ nhỉnh hơn so với cái lợi nhuận thu được trên nền tảng gốc vì cái tính năng order compounding này ha. Thì các bạn có thể vào đây thì sẽ có rất nhiều những cái sự lựa chọn với các vault khác nhau để cho các bạn có thể stake, farming và kiếm lợi nhuận nhé. Cái cách thứ tư mà các bạn có thể kiếm được lợi nhuận trên Terra đó chính là tham gia vào các sự kiện IDO ở trên những cái launch pad. Thì khi mà các bạn có thể mua được token của một cái dự án tốt thì cái khả năng kiếm được lợi nhuận của các bạn sẽ rất là cao ha. Vậy thì trên Terra có những cái nền tảng launch pad nào để cho các bạn có thể tham gia? Thì thứ nhất đó là Star Terra. Thì cái cách chơi ở trên Star Terra nó khá là tương tự so với các launch pad khác, đó chính là các bạn sẽ mua token của dự án để có thể có cơ hội ở nhận được slot mua token của cái dự án IDO ha. Thì ở đây dự án nó sẽ chia làm các tier khác nhau. Ví dụ có những cái tier thì cái khả năng chúng nó hoàn toàn là xổ số, hoặc là có những cái tier cao hơn thì các bạn sẽ chắc chắn là có slot để mua dự án IDO. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chơi xem như thế nào nhé. Còn cái nền tảng launchpad thứ hai trên Terra các bạn có thể tham gia đó chính là Pylon Gateway. Thì cách chơi ở trên này nó khá là đặc biệt. Thì để có thể nhận được cái token của dự án thì các bạn sẽ gửi deposit cái đồng UST này vào và lock trong một khoảng thời gian. Thì mình thấy cái cách chơi này nó khá là giống theo kiểu farming. Thì khi mà các bạn deposit là gửi đồng UST vào đây càng nhiều và lock với thời gian càng lâu thì cái số lượng token của dự án các bạn nhận được sẽ càng nhiều. Đó thì các bạn có thể nghiên cứu thêm về cách chơi của từng cái nền tảng launchpad và chọn cho mình một cách chơi phù hợp nhất để có thể kiếm được lợi nhuận cao nhất ha. Ngoài những cách mà mình vừa kể trên thì có một vài cách khác để các bạn có thể kiếm được lợi nhuận trên Terra. Ví dụ như nếu mà các bạn có quan tâm đến việc mua bán những cái loại cổ phiếu thì các bạn có thể tham khảo Mirror Protocol. Thì ở đây các bạn có thể trade, giao dịch mua bán những cái tài sản liên quan đến cổ phiếu dưới dạng là tài sản tổng hợp ở trên Mirror Protocol ha. Ngoài ra trên Mirror Protocol có một cái tính năng khá là hay, đó chính là short farming. Nó tương tự như khi các bạn short tài sản, có nghĩa là các bạn sẽ mượn tài sản để bán ra, sau đó sẽ đóng vị thế short của mình bằng việc mua lại tài sản đó. Thì với cái cách này các bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận khi mà giá của tài sản có giảm đi chăng nữa. Đó thì các bạn có thể tham khảo để xem có cách nào tối ưu hóa cái lợi nhuận của mình bằng việc sử dụng Mirror Protocol không ha. Còn một vài cách khác thì các bạn cũng có thể tham gia vào việc là mint các NFT ở trên Terra, sau đó đem trao đổi ở những cái marketplace, ví dụ như là có Run Earth chẳng hạn. Ngoài ra thì sắp tới sẽ có thể có những cái game ở trên Terra để cho các bạn chơi và kiếm được chính cái đồng stablecoin của Terra là UST. Thì các bạn có thể theo dõi cái hệ sinh thái này và nắm bắt thêm những cái cơ hội kiếm lợi nhuận tiếp theo ha. Ok, thì đó là một vài gợi ý của mình để cho các bạn có thể kiếm được lợi nhuận trên hệ sinh thái Terra. Ngoài những cách vừa kể trên thì còn rất nhiều các cách khác để cho các bạn có thể kiếm được thêm từ hệ sinh thái này, để các bạn có thể tự tìm hiểu và kiếm cho mình những cơ hội đầu tư riêng ha. Link của tất cả những cái dự án mà mình vừa kể trên thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để cho các bạn tiện truy cập nhé. Ngoài ra nếu mà các bạn muốn kênh Coin98 Insights làm thêm những cái series tương tự về hệ sinh thái nào thì các bạn có thể comment cho bọn mình biết ở phần bình luận phía bên dưới để bọn mình có thể làm những cái video theo yêu cầu của các bạn ha. Tới đây thì cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo trên kênh Coin98 Insights nhé.